Thư thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 2. Lời mở đầu. Tôi là Simeon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Thư thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 1, từ câu 3 đến câu 11. Lòng rộng rãi của Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì, giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi Người cho chúng ta biết, Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa. Để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ai không có những đức tính ấy thì là người đuôi mù, người cận thị. Kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Vì vậy, thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Thư thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 1, từ câu 12 đến 18. Lời chứng của các tông đồ. Vì thế, tôi sẽ luôn nhắc cho anh em nhớ lại những điều trên, mặc dầu anh em đã biết rồi và đang sống vững vàng theo sự thật anh em hiện nắm giữ. Tôi thiết nghĩ, bao lâu còn ở trong cái lều này? Tôi phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em, đó là điều phải lẽ, vì biết rằng sắp đến thời tôi phải bỏ lều này, như Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta cũng đã tỏ cho tôi biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng để trong mọi trường hợp sau khi tôi ra đi, anh em có thể nhớ lại các điều ấy. Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt, khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người.
Thư thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 1 từ câu 19 đến câu 21, lời ngôn sứ. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ thánh thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Thư thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3. Các thầy dạy giả hiệu. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả. Giữa anh em cũng vậy. Sẽ có những thầy dạy giả hiệu là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. Vì tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu, và họa diệt vong đã gần kề. Thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 2 từ câu 4 đến câu 10. Bài học của quá khứ. Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Người không dung thứ cho thế giới cũ, nhưng khi chút hồng thủy xuống trên thế giới của những kẻ vô luân, người đã cứu sống 8 mạng. Trong số đó có ông Noe, kẻ giao giảng sự công chính, người thiêu ra cho các thành Sodom và Gomorra, lên án hủy diệt hai thành đó để làm gương cho những kẻ vô luân thời sau. Người cứu ông Lót, kẻ công chính, đang phải ưu phiền vì nếp sống dâm đãng của những người phạm pháp. Quả vậy, người công chính đó sống ở giữa họ, mắt thấy tai nghe những hành vi phi pháp ngày ngày sâu xé tâm hồn công chính của ông. Như thế, Chúa biết cứu những người đạo đức khỏi cơn thử thách và giữ những kẻ bất chính để trừng phạt vào ngày phán xét, nhất là những kẻ vì ham muốn những điều ô uế mà sống theo xác thịt, những kẻ khinh rẻ chủ quyền của Chúa. Thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 2, từ câu 11 đến 22. Hình phạt tương lai. Họ táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, trong khi các thiên thần tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước tòa Chúa. Còn họ khác nào loài vật vô tri vốn sinh ra để bị săn bắt và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết. Những loài vật kia bị tiêu diệt làm sao, thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Họ đã ăn ở bất chính, thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc.
Họ là những người đầy khuyết điểm và tì ố, thích thú vì những chuyện lừa gạt của mình. Trong lúc vui vẻ với anh em, nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ nhử mồi các tâm hồn nông nổi, lòng họ đã quen thói tham lam, thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa, bỏ đường ngay mèo chính. Họ đã lạc bước theo đường của con ông bơi pho là Biên Am, kẻ ưa thích tiền công bất chính, nhưng Biên Am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình. Một thú vật chở đồ, không biết nói, đã lên tiếng như người để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi, u ám tối tăm là nơi dành cho họ, miệng nói những lời khuynh hoang rỗng tích. Họ dùng những ham muốn sắc thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong. Vì đã thua ai thì phải làm nô lệ người ấy. Thật vậy, những kẻ đã thoát khỏi những vết nhơ của thế gian nhờ được biết Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ, mà lại vướng mắc vào đó một lần nữa và bị thua, thì tình trạng sau này của họ còn tệ hơn trước. Quả thật, thà họ không biết đường công chính còn hơn là khi đã biết rồi lại lừa bỏ điều răn thánh đã được truyền cho họ, điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: chó mửa ra, chó lườn ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. Bài Thánh Phêrô đoạn 3 từ câu 1 đến câu 2. Ngày của Chúa, các ngôn sứ và tông đồ. Anh em thân mến, đây đã là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh em để gợi lên nơi anh em sự hiểu biết chân thành. Anh em hãy nhớ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa, đấng cứu độ, mà các tông đồ của anh em đã truyền lại. Thứ hai Thánh Phêrô đoạn 3 từ câu 3 đến 10. Các thầy dạy giả hiệu. Trước tiên, anh em hãy biết điều này: trong những ngày sau hết sẽ xuất hiện những kẻ nhạo báng, chê cười, sống theo những đam mê riêng của họ. Họ nói: đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành. Thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất từ nước mà ra và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy, còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa cho ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chữ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó,
các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Thứ hai Thánh Phêrô đoạn 3 từ câu 11 đến câu 18. Lời kêu gọi sống thánh thiện, vinh tụng ca. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa, và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy, và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng, Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn, chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta đã viết cho anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông, khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải trước lấy họa diệt vong. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn, mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.